Tập 40. Hả? Lại đi lộn rồi sao? Trời, may quá. Chà, tướng ngủ y chang con heo luôn. Đâu phải đến đây để hưởng thụ. Đúng là thoải mái thiệt. Đúng là thoải mái thiệt đó. Dễ chịu quá. Dễ chịu cỡ nào hả? Đúng là dễ chịu lắm đó. Dễ chịu cỡ nào? Quỳnh chưa về nhà sao? Không phải Quỳnh đang nằm mơ chứ? Quỳnh đang nằm mơ, không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì. Không thấy gì hết. Hả? Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Vậy Quỳnh đã thấy chưa? Đau quá mà. Mùi đang làm cái gì vậy? Mùi muốn làm gì? Có phải là Quỳnh không có Mùi ở bên cạnh nên Quỳnh thấy không vui phải lắm, dễ chịu không lắm sao mà. Đúng không? Quỳnh đâu có vui gì đâu. Quỳnh vì hoàn thành nhiệm vụ mới miễn cưỡng ở lại đây mà thôi, biết chưa? Mùi tưởng là Quỳnh không muốn về nhà sao? Có phải là nhớ Quỳnh rồi chịu không nổi rồi không? Phải đó, đúng là Mùi rất nhớ Quỳnh. Mùi nhớ Quỳnh lắm, thương con. Đừng có mơ. Hôm nay Mùi ăn mặc chính thức tới nơi này, dĩ nhiên muốn tìm Hoàng Dạng Xuân đó rồi. Tìm cậu ta? Bây giờ cậu ta sống rất là tốt mà. Có Quỳnh mà Mùi còn không yên tâm sao? Thiệt tình. Mùi nói Quỳnh đó, Mùi có dùng não để suy nghĩ kỹ hay không hả? Trời, buông ra, buông ra đi. Lại nữa rồi, Mùi không thể dịu dàng một chút hay sao? Mùi hận là không thể nào chọc mù hai con mắt của Quỳnh đó. Chuyện gì nữa? Mắt của Quỳnh có vấn đề hay sao? Quỳnh không thấy được sao hả? Thấy được cái gì chứ? Hoàng Dạng Xuân từ khi có tiền rồi đã không tốt với Phùng Tập một chút nào. Ở trên thế gian này, Mùi ghét nhất là loại đàn ông như vậy. Cho nên hôm nay Mùi nhất định phải dạy cho hắn một bài học mới được. Mùi làm sao mà dạy hắn bài học đây? Mùi nói thử cho Quỳnh nghe. Lần này chết chắc rồi. Chết thiệt rồi. Chết rồi. Coi ta hôm nay giải quyết ngươi ra sao. Rượu ngon. Dạng Xuân, sao Quỳnh lại lăn xuống đất vậy? Tránh ra đi. Mùi còn dám hỏi, chắc chắn là Mùi đã Quỳnh xuống đất chứ gì. Mùi cũng không biết nữa. Tất nhiên Mùi không biết rồi, ngủ tới mê man như vậy mà. Quỳnh mau lên đây đi. Còn Mùi đá Quỳnh đúng là quá mạnh. Mùi có thâm thù với Mùi hả? Có thể là Mùi ngủ không thoải mái. Mùi xin lỗi. Nè, Mùi đỡ Quỳnh lên nha. Cẩn thận đó. Chờ đã. Mùi đúng là khỏe mạnh thật đó. Nếu tối Mùi đá Quỳnh thêm mấy cái, chắc xương Quỳnh trả ra luôn rồi. Mùi xuống dưới ngủ đi. Hả? Đi đi. Hả? Phùng Tập, đừng có như vậy, đừng có xuống. Mau xuống đi, xuống đi, xuống đi. Đừng như vậy mà. Tại sao Mùi lại? Không đúng. Không đúng. Trên giường chỉ có mình ta thôi. Dạng Xuân, ai đá mình vậy? Có phải Quỳnh gặp ác mộng không? Không có, không có. Hay là Mùi, Mùi đi nấu cho Quỳnh canh sâm được nha. Được rồi, Mùi đừng nói nhiều nữa. Kỳ lạ quá. Lần này ta để ngươi biết mặt.
Dạng Xuân, Dạng Xuân, sao huynh tự đánh mình như vậy chứ? Tay huynh không dừng lại được, không dừng được, không dừng đừng được. Mà dừng lại đi, đừng. Có chuyện gì vậy? Chuyện này là sao chứ? Tiếp theo là Dạng Xuân, Dạng Xuân à, huynh có sao không? Con ma, con ma, con ma, ma quỷ đó. Dạng con ma, Dạng con ma, Xuân à, con ma, con ma. Hình như mình vẫn chưa đủ nặng tay, mình vẫn còn quá mềm lòng. Đại ca, chào buổi sáng. Ê, đại ca, huynh, huynh tối qua không ngủ được hả? Hai mắt của huynh cứ như bị người ta đánh vậy đó. Đừng có nhắc nữa. Tối qua, tối hôm qua, hình như huynh gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Trong nhà có ma quỷ, quậy huynh không yên. Hả? Xảy ra chuyện gì? À phải rồi, không phải Sử Cao tối qua cũng ngủ ở nhà huynh sao? Ông ấy cũng bị quậy không ngủ được hả? Lúc huynh ra khỏi nhà hắn vẫn còn ngủ đó. Hắn đúng là người mặt dày nhất mà huynh đã từng gặp. Nhắc tới chuyện này huynh lại nổi nóng. Để nói không huynh cho hắn ăn, cho hắn ở, coi trọng hắn như vậy. Hắn đúng là coi nhà của huynh như là nhà của hắn luôn rồi. Nói tóm lại một câu, chờ thời cơ tới, huynh phải biến tất cả tài sản của Sử Cao thành tài sản của huynh. Huynh khiến hắn hối hận không kịp. Cái gì đây? Không có gì. Không có gì đâu, đừng nhìn nữa. Còn có cánh nữa sao? Đưa đây, huynh coi thử. Không có gì, coi cái gì chứ? Huynh coi thử thì đã sao hả? Thật sự là không có gì mà, đừng coi nữa. Ông chủ quan. Đại ca. Trời ơi đại ca, sao huynh lại tới đây? Là như vậy, muội trên đường đi mua một ít đồ, nhân tiện dẫn huynh ấy qua đây luôn. Đúng đó, cậu coi tôi nè, đã quấy rầy mọi người cả ngày rồi mà tỷ đệ hai người chiêu đãi tôi như vậy, đúng là ai nấy quá đi à. Huynh đừng có nói vậy, chúng ta có duyên với nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, là chuyện nên làm. Có duyên phận. Nè huynh ngồi đi. Ngồi đi. Huynh có chuyện gì cần muội sao? Muội có thể đừng ăn mặc như vậy ra ngoài được không? Đây là ngân lầu, muội ăn mặc như vậy ra ngoài nếu như để khách hàng nhìn thấy được, muội coi hôm nay chúng ta có thể bán được thứ gì đây. Không phải. Thôi, về đi, về đi. Đi, về đi. Đại ca, đại ca, hết trà rồi nè. Phùng Tập, cô còn nhớ tôi không? Tôi nhớ. Cô là đương gia Long Môn Phường, Kim cô nương. Ủa, sắc mặt của cô không tốt. Cô bị sao vậy? Bị bệnh hả? Không phải, chỉ là tối qua không ngủ được. Tôi không sao. Có phải bởi vì Hoàng Dạng Xuân không? Không, không có gì đâu. Không có. Không có chuyện gì lớn lao đâu. Chịu được một chút là qua thôi. Được được, cô đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng tôi thấy cô là một người rất tốt, là một người bạn tôi muốn kết giao. Đúng rồi, có chuyện gì cần Kim Yến tôi giúp đỡ, cứ tới tìm tôi nha. Đa tạ Kim cô nương đã coi trọng, tôi đi đây. Huynh thấy trà này thế nào? Hàng cao cấp, có tiền cũng không chắc mua được đâu. Thật sao? Vừa nếm đã biết là trà ngon rồi. Ông chủ hoàng đúng là. Thật ra không giấu gì, cậu đừng thấy toàn thân tôi từ trên xuống dưới ăn mặc như vậy, vừa dơ vừa hôi. Thật ra là tôi cố ý làm như vậy đó, để che giấu tai mắt thôi.
Thân phận thật sự của tôi là một người buôn vải. Tiệm vải của tôi á có ở khắp nơi, làm ăn ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giống cái này nè, cậu coi, quần áo cậu hiện đang mặc chất liệu là của nhà tôi đó. Đúng là không thể ngờ đó. Huynh đúng là cao nhân chưa lộ mặt. Vậy sao có sự nghiệp lớn như huynh lại biến mình thành cái ăn mày như vậy chứ? Tôi có nỗi khổ riêng. Nói ra dài dòng lắm. Cách đây không lâu đại phu nói với tôi, nói tôi đã mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ông trời không bạc với tôi nên biết đủ rồi. Nhưng mà điều tôi không buông được đó chính là con gái yêu duy nhất của tôi. Huynh có con gái? Vậy cổ bao nhiêu tuổi rồi? Đúng tuổi phải xuất giá rồi. Mẹ nó qua đời sớm. Con thử nghĩ coi, bây giờ nếu như tôi cũng đi thì sẽ không có ai chăm sóc nó. Cho nên trước khi tôi chết, tôi nhất định phải tìm được mối lương duyên cho con gái của mình đó. Cậu có biết hay không? Người có tiền như huynh, chuyện này quá dễ rồi. Chính vì tôi có quá nhiều tiền nên ai ai cũng muốn xông vào nhà của tôi mà không thật lòng. Chỉ sợ là sau khi tôi chết rồi, cơ bản không có ai thật lòng đối với con gái của tôi. Cho nên tôi mới làm bộ ăn mặc như vậy, đi khắp nơi tìm kiếm. Tìm kiếm một người đàn ông không coi trọng hoàn cảnh gia thế, đặc biệt là một người giống như cậu đây, người đàn ông tốt để dựa dẫm cả đời, tôi mới yên tâm để giao con gái cưng của mình cho cậu ấy. Huynh nói với tôi chuyện này là có ý gì đây? Trên đường tôi tới đây, tôi đã gặp rất nhiều người, chỉ có ông chủ hoàng cậu không chê tôi vừa dơ vừa hôi, có đúng không? Chỉ có cậu khiến tôi thấy yên tâm. Tôi hy vọng là giao con gái tôi cho cậu á. Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có đồng ý làm con rể của tôi hay không? Hả? Đại ca. Được rồi. Hả? Nè, Quynh ngồi đi. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ một lát. Như vậy, Quynh cho tôi một thời gian để tôi suy nghĩ cho kỹ đã. Được mà. Được, cẩn thận làm việc mới đúng đó. Tôi đúng là không có nhìn lầm người được. Hai ngày nữa tôi sẽ dẫn con gái của mình Tiểu Hồng tới đây để gặp mặt cậu. Tới lúc đó hai người làm quen ha. Cậu cũng phải chuẩn bị cho tốt nghe chưa. Tôi thực sự xin lỗi đã gạt cậu bao lâu nay. Tôi cũng điều gì con gái của mình. Hiểu được thì tốt rồi. Được rồi, cáo từ nha. Hẹn ngày gặp lại. Đại ca, Quynh không thể tin tưởng ông ta được. Quynh nói cái gì? Sử ca muốn để con gái Quynh ấy làm nương tử của Quynh. Trời ơi, Quynh đừng kích động như vậy. Quynh còn chưa nói xong mà. Thật ra tên Sử Cao này, hắn là người buôn vải nổi tiếng ở kinh thành. Trong kinh thành có bao nhiêu đại gia như vậy đâu. Kim quan nhãn của Quynh không nhìn lầm mà. Họ có tiền là chuyện của nhà họ. Hơn nữa Quynh đã có gia thất rồi. Muội đã sống nửa đời với Quynh rồi, không lẽ Quynh thật sự muốn lấy con gái người ta làm thiếp sao? Đừng có phản ứng gay gắt như vậy có được không? Thứ Quynh muốn chỉ là tài sản của Sử gia mà thôi. Muội có biết không, không phải Quynh thật lòng muốn nạp thiếp, là hắn muốn gả con gái của hắn cho Quynh. Nhưng muội đã nghĩ tới chưa? Chúng ta không mất cái gì hết. Hoàng Dạng Xuân, sao Quynh có thể nói như vậy với muội? Không phải Quynh muốn tốt cho muội sao? Tốt cho muội? Quynh. Được rồi, đừng nói nữa. Muội cũng nghĩ coi, nếu như Quynh lấy Sử Tiểu Hồng, chúng ta như diều gặp gió, tất cả tài sản của nhà họ đều thuộc về chúng ta. Nếu tới lúc muội không vừa lòng, cũng sẽ bỏ Sử Tiểu Hồng. Muội thấy có được không? Quynh nói như vậy Quynh có còn là con người không? Quynh gạt Sử Cao còn chưa đủ, còn muốn gạt con gái Quynh ấy cướp tiền của hắn. Dạng Xuân, Quynh hãy nghe muội khuyên. Tiền tài đó, chuyện kinh doanh đó không phải của Quynh. Đừng suy nghĩ sai trái. Được rồi, muội im đi.
cái gì mà không nên lấy? Đó là kiếm quan nhãn của huynh có cảm ứng với hắn thôi. Đó là chỉ thị của thần linh. Sử cao có bao nhiêu tiền, huynh nên lấy bao nhiêu, một đồng cũng không thể thiếu. Sao huynh lại trở thành như vậy chứ? Ông bà thổ địa cho huynh cặp mắt, không phải để huynh làm những chuyện lừa gạt, tán tận lương tâm như vậy. Cái gì mà tán tận lương tâm? Là hắn muốn gả Sử Tiểu Hồng cho huynh, rồi đem gia sản cho huynh. Huynh đâu có ép hắn. Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu, có năm thê bảy thiếp, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chẳng trách huynh không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta. Cái đó cũng trách bản thân muội, ngày nào cũng ăn mặc như vậy. Chẳng trách người khác nghĩ muội là đại tỷ của huynh đó. Muội đi nói cho Sử Cao biết, nói huynh đã có gia thất rồi, và muội là nương tử của huynh. Muội coi huynh ấy còn muốn gả con gái huynh ấy nữa không? Muội dám! Đứng lại! Chuyện này người khác không muốn cũng không được. Muội không được đi. Muội không muốn huynh đi vào con đường sai trái. Huynh buông muội ra. Huynh không buông đó. Huynh, muội gây chuyện đủ chưa vậy hả? Dạng Xuân, chúng ta là phu thê bao nhiêu năm, sao muội không biết huynh là người thấy tiền sáng mắt như vậy chứ? Huynh có thể không nghĩ tới tình nghĩa phu thê của chúng ta, nhưng mà nếu ngay cả liêm sĩ cũng không cần, huynh có còn là người nữa không? Tại sao huynh không phải là người chứ? Người sống trên đời này là vì cái gì hả? Không phải vì tiền hay sao? Hoàng Dạng Xuân, huynh có tiền như mạng, nếu như một thấy gai mắt, muội có thể đi. Huynh nói cái gì? Như vậy còn sống được nữa sao? Bây giờ huynh bỏ muội đó, đi đi. Sao hả? Bây giờ muội không muốn đi sao? Có phải muốn huynh đuổi không? Xỉu nha, đặt xỉu. Tại nha. Rồi cô đi. Xỉu đi. Ừ. Tại. Muốn đánh cược thì qua bên kia. Hôm nay tôi tới không phải đánh bạc đâu. Tôi tới tìm đương gia các người. Phiền thông báo về một tiếng đi. Trời ơi, gặp đương gia chúng tôi hả? Có chuyện gì? Ồ, có chút đồ muốn tặng cô ấy. Làm phiền, thông báo về một tiếng đi. Tới sòng bạc không đánh bạc, lại muốn gặp đương gia chúng tôi hả? Không có cửa, cút đi. Ê, sao lại như vậy? Nếu như hôm nay không gặp được đương gia, tôi sẽ không đi đâu. Cái trời ơi, hay cho nhà ngươi rượu mà không uống, muốn uống rượu phạt hả? Trả tay. Đứng lên. Nè, đứng lên. Lên. Kim Yến à. Đi, Kim Yến à. Đi quên đấy sao? Quên tới tìm tôi có chuyện gì? Đây là cái gì? Đây là chim yến gỗ tự tay tôi khắc đó. Hy vọng là cô không chê. Sao lại tốt bụng tới tặng quà cho tôi? Tôi biết ngày mai là sinh nhật của cô, tôi muốn tặng chút đồ quý giá cho cô đó. Nhưng mà tôi thì không có nhiều tiền, suy nghĩ cũng lâu rồi, phải mất cả 3 ngày trời để có thể tự tay tôi khắc lên con chim yến gỗ này cho cô đó. Bởi vì bên trong tên của cô có một chữ yến. Hy vọng là không từ chối. Người gì mà nói đi là đi? Trương Đương. Ê trời ơi, Đương, đừng có giỡn nữa mà, ra đây đi. Đương, mau ra đây. Ê, Đương à. Ở đây nè.
Thiệt là. Ê, trời ơi. Cuối cùng thì cũng tìm được huynh rồi. Huynh đệ à, quả thực là có chuyện phải nhờ huynh giúp đó. Muốn nhờ ta giúp hả? Hey, nghe huynh nói vậy nghe là biết không phải chuyện tốt. Thật sự rất là quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng. Giúp tôi đi. À, được, 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 được. Nói. Huynh đang giỡn chơi gì vậy chứ? Chuyện này nếu như Tú Văn biết thì ta chết chắc đó. Không đâu, chuyện này ta không nói huynh không nói thì làm sao cô ấy biết được, có đúng không? Đây là cách tốt nhất để thử thách Vạn Xuân. Lần này nếu ta để thua Tú Văn, sau này huynh đệ ta không có ngày ra mặt nữa rồi. Huynh có biết hay không vậy? Không đúng, huynh không có điên nữa chứ. Không thể tự mình cho mình lối thoát hay sao? Ta cũng không muốn đâu, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Lần này ta không thể thua được. Ta nói nhiều với huynh vậy để làm cái gì? Ta hỏi huynh, thật ra là huynh có giúp hay không? Có phải là huynh đệ hay không? Ôi trời, có phải là huynh đệ hay không? Huynh hăng dữ vậy hả? Thật ra huynh có giúp hay không? Cái gì chứ? Không giúp thì sao? Có giúp không? Huynh có dám ra tay không? Hả? Có giúp hay không? Thì sao? Có giúp không? Nói đi. Giúp. Vậy còn tạm được. Cho bao nhiêu tiền vậy? Đừng có mơ. Anh nè. Nè. Cũng được đó. Giống y hệt à? Vừa lòng chưa? Đẹp lắm. Đúng là y hệt cổ luôn. Nhớ cho tiền nữa nha. Chắc chắn. Có khách tới. Là cô Kim Yến cô nương. Đi theo tôi. Cô vô đi. Ngồi đi. Từ lâu tôi đã nói với cô rồi, loại đàn ông cả nương tử cũng đánh cược như Hoàng Vạn Xuân, hắn vốn không thể tin tưởng được. Cô không nghe tôi khuyên, bây giờ hối hận chưa? Được rồi. May mà cô đã nhìn rõ được con người của hắn, cũng là chuyện tốt. Coi như đây là bài học cho mình. Sau này cô cứ ở lại chỗ của tôi đi. Hả? Nhưng mà cái gì? Bây giờ để cô đi nơi khác, cô cũng không có chỗ đi. Cô đó, cứ yên tâm ở lại chỗ của tôi là được rồi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Đa tạ Kim Yến cô nương. Xin lỗi đã làm phiền cô. Đừng nói như vậy. Sao rồi? Đói rồi hả? Tôi đi lấy cháo cho cô ăn. Hả? Đại ca, huynh thật sự không đi tìm đại tẩu về sao? Mặc kệ cô, chờ lòng xong việc của Sử Cao rồi tính sao? Đại ca, để thấy huynh không thể làm vậy, đại tẩu rất là tội nghiệp. Vậy huynh nghèo thì ai tội cho huynh đi? Nhưng mà... Được rồi, đang lúc quan trọng đừng nói chuyện này. Ôi trời ơi, Vạn Xuân. Tôi dẫn con gái tới đây. Sử Cao đại nhân, chờ ông đã lâu rồi. Tôi xin lỗi, con gái tôi tính hay xấu hổ, cho nên không dễ gì mới dụ nó ra khỏi nhà được. Tôi xin giới thiệu, tên của nó tên là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng? Lão thổ chết tiệt, còn bắt mình giả làm nữ nữa. Nhớ đó nghe chưa? Nè. Đại ca, làm gì vậy? Sao vậy? Đại ca, huynh không phát hiện gì sao? Huynh coi, huynh không thấy cổ vẻ mặt rất giống phu nhân của thôn trưởng hay sao? Tôi biết hai người đang nghĩ cái gì rồi. Hai người thấy con gái của tôi rất giống phu nhân thôn trưởng có đúng không? Ai cũng nói như vậy. Tuy nó rất là giống, nhưng mà khí chất á thì hơn cô ta rất là nhiều. Đúng vậy. Lệnh Thiên Kim quả thật có dung nhan qua nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp dịu dàng. Tiểu Hồng à, đại ca Vạn Xuân con đã thấy rồi đó, con cảm thấy thế nào?
Hoàng Vạn Xuân, tên tiểu tử háo sắc như ngươi dám nhìn ta chầm chầm như vậy hả? Ngươi hoàn toàn quên mất mình là người đã có gia thất, đúng là quá đáng mà. Vạn Xuân đại ca, tuấn tú lịch sự, ăn nói tài giỏi, phong thái hiên ngang. Cha, hay là cứ định như vậy đi. Được, hôn sự này cứ quyết định như vậy đi. Đa tạ Thái Sơn đại nhân. Ôi trời ơi, miệng ngọt thiệt đó, đã gọi tôi là Thái Sơn đại nhân liền. Nên như vậy, nên như vậy mà. Được. Nếu chuyện đã định như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây, ngày mai sẽ bàn bạc hôn sự của hai người. Được, sau này chúng ta là người một nhà. Được. Hey, thời gian của tôi cũng không có nhiều đâu, chỉ khi giúp con gái Đường Đường chính chính xuất giá rồi tôi mới yên lòng được, sau đó giao toàn bộ gia sản của mình cho cậu tôi mới có thể yên tâm được. Thái Sơn đại nhân, ông đừng nói chuyện không lành như vậy, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Được. Hiếu thảo lắm, nhất định phải yêu thương con gái của tôi đó. Yên tâm đi mà. Được rồi. Nè. Nè, thời gian không còn sớm nữa, Thái Sơn đại nhân, ông nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì cần cứ dặn dò tiểu tế. Cậu có tấm lòng này thì tốt rồi, chúng tôi sẽ coi đây như là nhà của mình. Vậy không làm phiền nữa. Tiểu Hồng à, vậy cô cũng nghỉ ngơi sớm đi hơn. Biết rồi mà. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Quỳnh có thấy không vậy? Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của ta còn Con sợ. Sau này con giả gái, Quỳnh làm đi, đừng có để ta làm nữa nghe chưa. Sao lại kích động dữ vậy? Tại sao Quỳnh biến ta thành như vậy chứ? Biết. Được lắm. Quỳnh đúng là bản lĩnh, dám để ta giả gái hả? Biết trước làm chuyện xấu này, ta có chết cũng không đi theo Quỳnh đâu nghe chưa. Đúng là cái đồ khốn kiếp mà. Đừng có nóng giận như vậy. Ta cũng rất là bực mình. Lúc đầu ta giả trang thành ăn mày lưu lạc là để dẫn dụ Hoàng Vạn Xuân làm người tốt. Không ngờ tên khốn kiếp này, không ngờ con người này lại là kẻ thấy lợi quên nghĩa, quá xấu xa rồi. Quỳnh phải giúp ta nghĩ cách đi, không thì ta chắc chắn lại thua Tú Văn nữa rồi. Ta nói Quỳnh biết nha, sau này những chuyện như vậy đừng có làm phiền ta, đừng có làm phiền ta nữa. Quỳnh còn giả bộ gì nữa, người ta đi hết rồi còn giả bộ. Chúng ta là huynh đệ mà, đừng có nói những lời tổn thương tình cảm, có được hay không? Tổn thương tình cảm ai chứ, tổn thương tình cảm ai hả? Quỳnh nói rõ đi hả? Quỳnh nói nghe nhẹ nhàng lắm đó ha. Ta Đường Đường là một đấng nam nhi, bây giờ kết quả thành ra bộ dạng như vậy, người không giống người, ma không giống ma, ta dễ dàng sao? Ta là ai chứ hả? Ta là Táo Quân đó, thế gian này bá tánh đều gọi ta là ông Táo đó. Đúng rồi, ông Táo. Bây giờ bị Quỳnh làm thành nam nữ cũng không rõ luôn, tức chết đi mà. Quỳnh không thử nghĩ coi, lỡ mà chuyện này truyền tới thiên đình rồi, ôi trời, thì Quỳnh nói coi, sau này ở trong tiên giới sao ta có mặt mũi nhìn ai nữa. Đúng là kết bạn bất cẩn. Trời ơi, ôi trời ơi, sự trong trắng của ta, một thời anh minh của ta. Ôi trời ơi, Đơn Đơn, ta rất là hiểu Quỳnh mà. Quỳnh phải tự tin, cứ sống thẳng thắn với bản thân là được rồi, đừng để ý người khác nói cái gì. Ta ủng hộ Quỳnh hết mình mà, có được hay không? Đừng có đụng tới ta nha. Ta nói Quỳnh biết nè, không được đụng vào ta đó. Ta nói Quỳnh biết, thần tiên cũng biết mệt đó, cũng cần phải ngủ nghỉ. Bây giờ ta phải đi ngủ, đừng có đụng tới ta đó. Đừng có đụng tới ta đó. Nè, đây là phòng của ta, không lẽ muốn ta ngủ chung với Quỳnh hay sao? Đứng lên đi. Trời ơi, ta không phải nói với Quỳnh rồi sao? Ta là thần, cũng biết mệt mỏi vậy, cũng cần phải ngủ nghỉ vậy, được không? Quỳnh là thần, ta cũng là thần, ta cũng phải ngủ mà. Quỳnh, ta không quan tâm đâu. Quỳnh xuống cho ta. Quỳnh, trời, Quỳnh làm gì vậy? Trời ơi. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi. Trời đất, Quỳnh đi xuống. Trời ơi, tránh ra đi. Đi xuống đi. Tránh ra. Nè. Đi hả? Trời, đi hả? Trời, tránh ra. Tránh ra cho ta ngủ đây. Ta xin Quỳnh mà. Tránh ra đi. Trời, tránh ra. Đi xuống đi. Quỳnh còn đáng sợ hơn giả thú nữa ta. Ta chịu hết nổi Quỳnh rồi. Như vậy còn tạm được. Tới đây đi, tới đây, đừng có chạy.
Cứu ta dưới. Cứu ta. Cứu ta dưới. Cứu ta dưới. Đúng rồi đó, vừa nghe con đánh người không đánh mắm hả? Trời ơi, mũi của ta. Người là bà thổ địa. Đúng vậy. Bà thổ địa, người hiển linh có gì chỉ giáo không? Ta tới muốn nói cho người biết, thời gian 2 năm cũng sắp tới rồi. Nếu như tới lúc đó ngươi vẫn tìm không được thứ quý giá nhất trên thế gian này, vậy ta sẽ lấy mất mọi thứ hiện giờ ngươi đang có. Con đã biết rồi. Thì ra là bà thổ địa báo mộng cho mình. Xem chút nữa là quên thử thách của ông bà thổ địa rồi. Cái gì là báu vật quý giá nhất trên thế gian? Mình mở ngân lầu hơn 1 năm nay rồi, thấy rất nhiều châu báu quý giá. Đâu mới đúng là châu báu quý giá nhất đi? Lý Tuấn hả? Nè, Quỳnh hỏi đệ, đệ cảm thấy châu báu gì là quý giá nhất ở trên thế gian này? Châu báu quý giá nhất chắc chắn là thứ không dễ tìm thấy rồi. Nói cụ thể đi. Ví dụ? Ví dụ linh chi, nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, mấy thứ quý giá đó. Không đúng. Không đúng. Hả? Hả? Những thứ mà đệ nói, chỉ cần người giàu có, có tiền có của là có thể mua được. Suy nghĩ kỹ lại coi. Không đúng. Vậy là cổ vật, đồ gốm, đồ ngọc, châu báu, những loại đó đó. Chỉ vậy thôi sao? Vậy nếu là những gì đệ nói, trong ngân lầu của ta nhiều thứ như vậy đều rất là đáng giá rồi. Không đúng, không đúng. Quỳnh nói đệ biết, chắc chắn có thứ quan trọng hơn. Trời ơi, đại ca, đầu óc đệ chỉ nghĩ được như vậy thôi. Xin chào hai vị. Chào hai vị. Chúc mừng sáng tài. Xin chào hai vị. Tối qua ngủ có ngon không? Ngủ rất ngon. Có đúng không? Nhờ phúc của Quỳnh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mới sáng sớm hai người không nghỉ ngơi, chạy tới tiệm có chuyện gì không? Thực ra thì đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Là như vậy, lúc nãy tôi thấy có một tiệm rất là thích hợp để làm cửa tiệm vải. Nhưng mà lúc tôi tới đây không có mang theo ngân lượng. Cho nên nếu có tiện thì cho tôi mượn trước 200 lượng. Và tôi mở tiệm xong rồi á, sẽ để trưởng quỹ tính toán lại rồi đem tiền qua trả lại cho cậu. Chờ ta cưới Sử Tiểu Hồng, toàn bộ tiệm của Sử Cao đều do ta tiếp quản. Hơn nữa Sử Cao có tiền như vậy, sợ gì ông ta thiếu tiền không trả. Không vấn đề. Lý Tuấn, lấy ngân lượng. Vậy thì tốt rồi. Thật là hào phóng. Thật hào phóng. Còn không mau đa tạ Dạng Xuân đi. Dạng Xuân. Dạng Xuân, Quỳnh đúng là tốt thật đó. Chẳng trách cha muội lại thích Quỳnh như vậy. Người trong nhà, người trong nhà không mà.
còn ngồi ngẩn ra đây nữa sao? Nhìn thấy tôi cũng khó chịu luôn. Cô nhìn cô đi, mặt mày nhăn nhó, sắc mặt nhợt nhạt. Sao cô phải khổ như vậy chứ? Cần gì phải như vậy? Nếu cô đã rời xa cậu ta rồi thì quên tất cả mọi thứ đi, đã là quá khứ rồi. Con người như cậu ta cơ bản không đáng để cô phải rơi nước mắt đau lòng. Hơn nữa, cô cũng không thương tiếc bản thân cô mà còn muốn người đàn ông nào thương tiếc, sao có thể được chứ? Những gì cô nói tôi đều hiểu hết, nhưng mà muốn tôi buông bỏ đúng là rất khó. Tôi biết cô muốn buông bỏ dĩ nhiên là không dễ rồi, nhưng mà thời gian có thể thay đổi mọi thứ, cô biết không? Chỉ cần có thêm thời gian, cuộc sống cô không coi cậu ta là trọng tâm, tới lúc đó cô thấy nhẹ nhõm rồi. Thôi được rồi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Nè, tôi trang điểm cho cô, nói không chừng lát nữa cô coi xong tâm trạng sẽ tốt hơn đó. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Nè, ngồi đi. Cô coi cái này, cái này đẹp không? Đổi cái này. Cô nhìn đi, có đẹp không? Đây, đây đúng là tôi sao? Ừ, dĩ nhiên. Cô vốn là một mỹ nhân mà. Nhưng mà cô đó lại giấu hết những cái đẹp nhất của mình đi, đúng là lãng phí dung nhan. Đa tạ cô nương. Không chỉ cô cho tôi ở mà còn trang điểm cho tôi. Cô tốt với tôi như vậy, tôi không biết làm sao để đền đáp. Giữa tôi và cô đừng nói tới việc đáp trả. Tôi đây chỉ cần cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình, làm cho tâm trạng mình tốt hơn là tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, hay là tôi dạy cô kinh doanh sòng bạc nha. Nhưng tôi đối với chuyện kinh doanh buôn bán tôi không biết gì cả. Trời ơi, cô lo lắng chuyện gì chứ? Chỉ cần cô từ từ học chắc chắn sẽ biết. Thời gian dài rồi chắc chắn sẽ hiểu được thôi. Cô yên tâm. Chim yến này của cô thật đặc biệt, điêu khắc sống động quá. Cô mua ở đâu vậy? Cái này không phải tôi mua, là một người tự tay khắc tặng cho tôi đó. Người này chắc rất có lòng. Quà tự tay làm luôn là thứ quý giá nhất. Tôi đoán người tặng cô chim yến này là một nam nhi. Cậu ấy thật lòng với cô như vậy, sao cô không động lòng? Tôi vẫn chưa nói hết. Sao cô biết là người nam tặng? Tôi đoán không đúng sao? Đoán đúng thì đã sao chứ. Dù sao tôi cũng không để tâm gì tới người đàn ông này. Đám đàn ông đều không tin tưởng được, đúng không? Đúng. Như tôi tốt với huynh ấy, kết quả thì... Ê, cô lại như vậy rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được hồi sinh, không lẽ cô không muốn chúc mừng bản thân một chút hay sao? Đi mau đi, chúng ta đi dạo thôi. Hôm nay chúng ta phải thư giãn một chút. Giúp tôi đi, giúp tôi đi, giúp tôi đi hả? Giúp tôi đi. Đúng là tốt quá. Nè, 200 lượng. Tốt quá rồi, có ngân lượng rồi. Đa tạ, đa tạ. Con gái, con yên tâm đi, Giáng Xuân chắc chắn sẽ cho chúng ta mượn tiền làm ăn mà. Hả? Con yên tâm, cậu ấy rất dễ chịu. Thanh Xuân, Giáng Xuân, xin chào hai người. Xin chào hai vị.
Tôi xin lỗi. Một ngàn lượng. Gần đây mọi việc khá gấp gáp. Lý Tuấn, lấy đi. Tốt lắm đó. Ôi trời ơi, không nhiều con mít. Thôi được rồi, đúng là rất cảm tạ. Vậy đi uống trà. Đi thôi con à. Đi trời ơi. Không được, ông ta. Mượn tiền. Mượn tiền dễ thôi, nhưng phải trả gấp đôi à. Gấp đôi hả? Anh đại ca. Được, 500 lượng. Đa tạ. Đi. Đại ca, đoán thử coi để thăm dò được tin gì hả? Đoán thử coi. Động não đoán thử coi. Đoán thử coi. Thẳng ra đi. Nhảy nó chặt chảy cho ngươi à. Để phát hiện Trương Đơn đang giả thành tú danh, giúp Trương Phúc Đúc lừa gạt Hoàng Giảng Xuân.